quan trọng. Mà toàn bộ ngày 16 tháng 9 vừa rồi, toàn bộ Liên minh châu Âu kêu gọi người dân trên toàn châu Âu là ký đơn để mà phản đối đi lại vào Nga trong phạm vi 1.500 cây. Anh có xem tin tức đấy không? Đó. Vấn đề ô nhiễm môi trường cực kỳ quan trọng. Người châu Âu người ta cực kỳ ý thức về việc đó. Trong phạm vi 1.500 cây người ta đề nghị là không nên đi bằng máy bay, mà hãy chọn phương tiện nào thân thiện với môi trường. Thì sản phẩm này nó đáp ứng được xu hướng của tương lai của các nước đang cần đến. Nó chuyển sang là gì? Năng lượng sạch. Thì nó dùng năng lượng mặt trời và năng lượng điện để chạy. Đấy. Thế thì thế giới chúng ta đều biết giá xăng ngày càng tăng vì nó ngày càng cạn kiệt. Thứ hai, cái lượng ô nhiễm môi trường sinh ra từ khói bụi các phương tiện, nó sinh ra ô nhiễm. Và từ cái việc đó, nó sinh ra cái vấn đề ô nhiễm môi trường rất nặng nề và chi phí ở vấn đề bệnh tật. Thì ngày hôm nay chúng ta đang đẩy lùi cái việc đó bằng cách là đáp ứng được nhu cầu của thế giới là gì? Giải quyết được vấn đề môi trường xanh sạch và năng lượng tái tạo. Mà năng lượng mặt trời là năng lượng vĩnh cửu rồi. Đó, thì chúng ta sử dụng được cái năng lượng đó. Tiếp theo nữa là cái vấn đề liên quan đến không người lái. Tất cả các công nghệ ô tô bây giờ, siêu xe bây giờ đang dịch chuyển sang không người lái. Vậy tại sao chúng ta mua cái xe 500 triệu, tại sao chúng ta mua cái xe 5 tỷ? Nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau về sự thông minh của nó, option của nó. Đặc biệt nữa là gì? Các siêu xe bây giờ đang có những tính năng không người lái. Chỉ cần có tính năng không người lái thôi, nó đắt gấp bao nhiêu lần so với cái xe bình thường. Đúng không ạ? Thì phương tiện của chúng ta hoàn toàn tự động không người lái. Và tại sao không người lái? Vì xảy ra rất nhiều tai nạn từ vấn đề chi phối con người. Từ cảm xúc, từ sức khỏe, từ uống rượu bia. Hay còn nôm na như báo chí người ta nói là xe điên ấy. Tai nạn hàng loạt thì sinh ra từ cái việc chi phối là do con người lái. Thì bây giờ được lập trình phần mềm ở các trung tâm điều hành để giúp cho các tàu phương tiện này không người lái. Và trong đó được ứng dụng bởi trí tuệ nhân tạo để giúp đảm bảo tối đa an toàn nhất cho các hành khách đi trên. Đó, thì phương tiện này cực kỳ tuyệt vời để chúng ta nhìn nhận được tương lai. Chúng ta thấy không có dây dợ gì cả, không có xăng dầu chất đốt gì cả, mà hoàn toàn chạy bằng năng lượng điện. Và cái tốc độ 500 km/h không phải chúng ta nói, mà chúng ta đã công bố ở tại hội chợ lớn nhất thế giới về giao thông vận tải trên toàn thế giới tại Cách Đức vào tháng 9 năm 2018 vừa rồi. Và chúng ta hoàn toàn tra trực tuyến. Ở đây không phải là úp mở hay là giấu giếm gì cả, mà ai cũng có thể tra được vì nó là công khai trên toàn cầu. Và trong giao thông người ta gọi là cuộc cách mạng về giao thông. Nhưng trong cuộc cách mạng giao thông này, nó là cuộc đua về vận tải của tất cả các quốc gia, các tập đoàn lớn trên thế giới. Đó. Vì lát nữa chúng ta xem cái này. Đây. Nói về tốc độ 500 km/h thì chúng ta có thể search trên Google hoặc YouTube, gõ Innotrans và chúng ta nhớ cái từ khóa này. Innotrans năm 2018. Đây là một cuộc đua vận tải với các hãng vận tải lớn nhất thế giới. Công nghệ hiện đại nhất thế giới đều được trưng bày và giới thiệu quảng bá ở tại đây. Thường niên 2 năm một lần tại Cách Đình Đức. Thì tốc độ 500 km/h của Skyway được công bố ở tại đây và được phép thương mại ra toàn cầu. Nó đạt được tất cả các giấy chứng nhận của hội đồng chuyên gia quốc tế thẩm định nó về tất cả các kỹ thuật an toàn về môi trường. Và chúng ta thấy là rất nhiều các cái tàu lớn, tàu hiện đại ở đây. Và cuộc đua vận tải này là do toàn bộ các nước người ta có các cái tàu này người ta đua cạnh tranh với nhau. Và rất tuyệt vời nữa là gì? Một ông lớn trong ngành vận tải và có thể nói là nói về châu Á, ông lớn này ông ấy thực hiện một cái gì thì toàn bộ châu Á đều phải học theo, phát triển theo. Ông châu Âu thì có ông Đức, ông Mỹ thì ông có chúng Mỹ thì có chúng Mỹ và Nhật Bản. Chúng ta biết Nhật Bản ấy, họ đã sản xuất ra, họ có cái tàu công nghệ của họ là chạy 300 km/h từ lâu rồi, họ bán cho các quốc gia từ lâu rồi, và đó là tàu điện siêu tốc, đúng không anh? Đó. Nhưng tại sao Việt Nam chúng ta vẫn chưa với được? Vì tàu nó quá đắt, hàng trăm triệu đô một km. Thì làm sao chúng ta để ứng dụng được vào? Cho nên chúng ta mới lựa chọn các linh hàng đâu, nó rẻ hơn, có 70 triệu đô thôi. Đấy, đấy là lý do. Nó đắt hơn mà. Nhưng ngược lại ông lớn này còn quan tâm đến Skyway. Và đây, đây là chuyện đài truyền hình của Tokyo, Nhật Bản, đài truyền hình trung ương. Họ đưa tin về cái hội chợ mà chúng ta vừa xem. Cũng tại ngày đó, bởi vì phóng viên thường trú ở tại đó, các nước người ta có các hãng tàu trưng bày này, đó là sản phẩm quốc gia của họ. Thì họ bắt đầu đưa tin
của các cái thông tin báo chí mà đơn vị thường trú đưa tin về các cái đài truyền hình của họ được đưa tin giống sự kiện của quốc gia của họ. Thì đây là đài truyền hình Nhật Bản, họ đưa tin về cái tàu của Skyway có ở đó sự đột phá như thế nào. Về không chỉ thay đổi chúng ta thì làm sao kết quả chúng ta thay đổi. Và như tôi vẫn nói, trên đời được chia ra hai kiểu người, một là chạy theo xu thế, hai là đón đầu xu thế. Những người thành công là những người đón đầu xu thế, những người gì ạ, thất bại là những người chạy theo xu thế. Đừng đợi người khác thành công rồi mới làm, chết. Chúng ta hay chết ở cái câu gì ạ, mày thành công đi rồi tao sẽ làm. Đó là cái câu chết. Mày thành công đi rồi tao sẽ làm cái khác gì, mày biết chạy rồi tao mới học đi, mày có ô tô rồi tao mới bắt đầu lọc cọc trên xe đạp. Người ta đi trước nhau còn chẳng ăn ai, huống chi đi chuyện là chạy theo người khác. Nên luôn luôn phải đi trước đón đầu. Cái sai lầm của những người kinh doanh đều đó là đều chạy theo xu thế, đó là cái chết của chúng ta. Và hôm nay chúng ta phải thay đổi. Tôi xin nói với quý vị một điều như này: trong con đường đi chỉ đổi về cái đích duy nhất, đó đều là kiếm tiền. Ai đi làm thì mục đích cuối cùng người ta cũng là gì ạ? Đều là kiếm tiền cả thôi. Nhưng xã hội người ta có câu nói rằng thước đo của tài năng nó phải là tài chính. Jack Ma từng có một câu nói rằng mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là con là mèo nó biết bắt chuột. Với bản thân tôi thì tôi nói như này: làm gì không quan trọng, miễn sao hợp tình, hợp lý, hợp pháp mà kiếm được tiền thì chúng ta làm. Còn chúng ta ai đi làm cuối cùng mục đích trả đời để kiếm tiền. Chúng ta phải biết một điều rằng cái đích của chúng ta đến là giống nhau, đó là đều là kiếm tiền, đều là tài chính. Còn công việc hiện tại của chúng ta đi làm về bản chất nó chỉ là công cụ, là phương tiện để đưa chúng ta về được cái đích đó. Nhưng nếu như trong cuộc sống này chúng ta lựa chọn công cụ sai, lựa chọn phương tiện sai, thì cả cuộc đời chúng ta có nỗ lực chưa chắc chúng ta đã về được đến đích đâu ạ. Đó là lý do người ta nói rằng nỗ lực thì không thể bằng sự lựa chọn được. Quý vị cứ thử ngẫm mà xem. Nếu như hôm nay cùng với cái đích chúng ta đến mà chúng ta đi xe đạp, thử hỏi rằng một ngày chúng ta đi được bao nhiêu km. Nhưng nếu người ta đi xe máy một ngày người ta đi được bao nhiêu trăm km. Người ta đi ô tô người ta đi được bao nhiêu trăm km. Và nếu người ta đi máy bay một ngày người ta đi được bao nhiêu ngàn km. Nhưng đi máy bay thì cực kỳ nhàn hạ, lên máy bay là ngủ. Nên tại sao cùng là đi kiếm tiền, cùng là mục đích kiếm tiền giống nhau, thời gian của chúng ta 24 giờ giống nhau, vậy thì tại vì sao có những người đã có nhiều tiền rồi lại còn có nhiều thời gian dành cho gia đình, trong khi đó chúng ta cắm đầu, chúng ta lao lực, chúng ta nỗ lực, chúng ta kiếm tiền với cũng với mục đích kiếm tiền, cũng với thời gian 24 giờ. Tiền đã không có rồi, cứ cuối tháng là hết tiền, đầu tháng nhận lương cuối tháng hết tiền. Và cuối cùng ngay cả đến người thân của chúng ta là con cái chúng ta thôi, bố mẹ chúng ta thôi, chúng ta không dành thời gian chăm sóc được cho họ. Là bởi vì sao? Không bởi vì số, mà bởi vì đó là sự lựa chọn của chúng ta. Sự lựa chọn ngày hôm qua của chúng ta nó sẽ cho kết quả của chúng ta ngày hôm nay. Thứ mà chúng ta muốn thay đổi kết quả thì chúng ta phải thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách làm. Đi trên một con đường cũ thì làm sao về cái đích mới được. Chào mừng các bạn tiếp tục với phần 6. Skyway vào ngày mai và tương lai sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt lên như thế nào? Những sản phẩm của Skyway sẽ thay đổi cả thế giới. Những ý tưởng đằng sau công nghệ Skyway có khả năng thúc đẩy sự thay đổi toàn cầu, đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài an toàn và hài hòa của nền văn minh. Đầu tiên là hệ thống giao thông đô thị của công nghệ Skyway. Hệ thống giao thông nội thành của Skyway được thiết kế để phục vụ hành khách trong khu vực nội thành và ngoại thành. Tốc độ của xe trong các hệ thống này lên đến 150 km/h. Việc sử dụng các hệ thống điều khiển phương tiện tự động và bố trí các phương tiện giao thông trên tầng 2 lơ lửng trên mặt đất khiến cho việc va chạm với những người tham gia giao thông khác là không thể xảy ra. Do đó, hệ thống Skyway thể hiện mức độ an toàn cao nhất có thể của hành khách. Thông số kỹ thuật chính: tốc độ lên đến 150 km/h, lưu lượng vận tải hành khách lên đến 65.000 lượt khách trên giờ, độ dốc tối đa 30%. 2. Là vận tải tốc độ cao Skyway. Hệ thống cao tốc Skyway được thiết kế để di chuyển dọc các tuyến đường liên tỉnh, quốc tế và liên lục địa với tốc độ lên đến 500 km/h. Tốc độ cao này có thể đạt được do thiết kế đường ray trên không đặc biệt và đặc tính khí động học cụ thể của toa xe. Hệ số cản của mô đun tốc độ cao của chúng tôi là CX bằng 0,06. Điều này làm giảm đáng kể việc sử dụng năng lượng của hệ thống. 3. Hệ thống vận chuyển hàng hóa của Skyway. Hệ thống vận chuyển hàng hóa Skyway giúp vận chuyển hiệu quả bất kỳ loại hàng hóa nào trên khoảng cách lớn hơn 500 km. Nhiều loại xe nâng đã được phát triển cho các phương tiện vận chuyển đường biển, đường sắt và đường bộ chở hàng hóa lỏng, rời, mảnh và vận chuyển hàng hóa đặc biệt. Thông số kỹ thuật chính: tốc độ vận chuyển hàng hóa lên đến 150 km/h, công suất hơn 100 triệu tấn trên năm, độ dốc tối đa đến 30%. 4. Cảng biển. Hệ thống giao thông và cảng biển của Skyway hoạt động cùng nhau như một đơn vị chức năng duy nhất. Cảng biển được thiết kế để chuyển hàng hóa từ toa xe Skyway lên tàu chở hàng rời đối với than, quặng, v.v. tàu chở dầu đối với dầu, các sản phẩm dầu và tàu container đối với container đường biển dài 20 hoặc 40 feet. Tại cảng biển, hành khách cũng có thể lên tàu khách. Cảng biển Skyway khác với các cảng biển truyền thống ở chỗ cầu tàu đủ sâu có thể được tạo ra với chi phí đầu tư tối thiểu cho việc nạo vét. Vì độ sâu tự nhiên được sử dụng các kênh tiếp cận nhân tạo là không cần thiết, điều này giúp đơn giản hóa đáng kể việc điều động cho các tàu đến gần cầu cảng.
hoạt động xếp dỡ được kết hợp với nhau, loại bỏ nhu cầu lưu giữ hàng hóa tạm thời trên cầu cảng, do đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành. Điều này cũng giúp loại bỏ nhu cầu về diện tích không gian mở lớn và đắt tiền trên bờ, nơi hàng hóa thường được lưu trữ. Các bạn đang xem trên kênh YouTube Skyway Community Việt Nam do Hồ Văn Lợi xuất bản những video để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Và các bạn là những người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất về Skyway, các bạn có thể đăng ký kênh và nhấn nút like ở phía dưới video. Tiếp tục với video. 5. Cầu, cầu vượt và cầu cạn. Skyway cung cấp một thiết kế sáng tạo cho cầu xe hơi, xe lửa và cầu đi bộ, cầu cạn và cầu vượt, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế. Với công nghệ Skyway, việc bao gồm các khe co giãn dọc theo toàn bộ chiều dài của kết cấu là không cần thiết. Điều này làm tăng độ đồng đều, sức mạnh và độ bền của kết cấu và giảm sử dụng vật liệu xuống nhiều lần, do đó giảm chi phí xây dựng. 6. Thành phố tuyến tính của Skyway. Skyway không chỉ là một khái niệm sáng tạo cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa, nó còn là một mô hình mới để phát triển và xây dựng các khu đô thị. Việc chuyển giao thông sang một mặt phẳng di chuyển riêng biệt và tốc độ gia tăng của giao thông công cộng đưa ra một cách nhìn hoàn toàn mới về cơ sở hạ tầng đô thị. Trong các thành phố tuyến tính, Skyway được tổ chức dựa trên mô hình cụm, cư dân đô thị và các trung tâm sản xuất có thể trải rộng ra. Những thành phố như vậy hoàn toàn có thể dành cho người đi bộ. Tầng mặt đất được chỉ định nghiêm ngặt dành cho người đi bộ và không gian xanh, trong khi các đường giao thông, năng lượng và thông tin liên lạc được treo lơ lửng trên không. Khi xây dựng các thành phố tuyến tính, các khu rừng không cần phải bị chặt phá, không cần phải trải đất cho ô tô và đường sắt, và các hệ sinh thái có thể không bị xáo trộn. Thang máy Skyway nằm ngang có thể kết nối các tòa nhà chọc trời liên kề cũng như các cụm dân cư, thương mại, công nghiệp và đa chức năng. Các thành phố tuyến tính của Skyway có thể được xây dựng ở các vùng núi và sa mạc, vùng ngập nước, thềm biển và các vùng có địa hình khó khăn khác. 7. Sản xuất mùn vi sinh Unitera. Chất mùn là chất cải tạo đất và chất dưỡng vô song về chất lượng. Đây là nơi sinh sống của các cộng đồng vi sinh vật giúp cải thiện chất lượng đất. Mùn có thể phục hồi độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng, giảm mức nitrat trong thực phẩm, cải thiện hương vị và loại bỏ nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học. Do đó, giá thành sản phẩm nông nghiệp được hạ thấp, chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt. Mùn có thể được sử dụng trong đất cả trong không gian mở và kín. 8. Xây dựng đường băng. Skyway cũng cung cấp một thiết kế ý tưởng sáng tạo cho đường băng sân bay. Các đường băng này sẽ hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Đường băng được đề xuất có dạng một tấm bê tông cốt thép giữ ứng lực và các đầu cố định. Do khả năng chịu tải và cường độ được cải thiện, các tấm này sẽ thay thế bê tông cốt thép dày hơn của đường băng truyền thống. Công nghệ được đề xuất này sẽ làm cho các khe co giãn không cần thiết, do đó tăng độ đồng đều, sức mạnh và độ bền của đường băng.